Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Nu Skin 88. Anh chị thân mến, dạo gần đây có rất nhiều người đã tìm đến với Nu Skin 88 để tư vấn về sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch. Nếu như anh chị nào cũng đang có cùng thắc mắc như vậy thì hãy theo dõi video ngày hôm nay của Nu Skin 88 nhé. Em sẽ chia sẻ cho anh chị về công dụng của sản phẩm Resimac của Nu Skin. Đây là dòng sản phẩm được nghiên cứu trong mô hình hiện đại của Nu Skin. Nó có công dụng nổi bật làm tăng cường hệ miễn dịch hoạt động một cách tối ưu. Nu Skin 88 sẽ tổng hợp lại từng công dụng, đánh giá và những ưu điểm nổi trội của Resimac. Chắc chắn đây sẽ là một sản phẩm cực kỳ hữu dụng mà nhiều người bấy lâu nay đang kiếm tìm. Và đặc biệt là trong video, em cũng sẽ cung cấp các chương trình giảm giá và mã khuyến mại, thế nên anh chị đừng bỏ lỡ bất kỳ một thông tin thú vị nào nhé. Video của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có 7 phần như sau. Phần 1, công dụng chính của Resimac với hệ miễn dịch. Phần 2, thành phần cấu tạo nổi bật. Phần 3, những đặc điểm khác biệt trong công dụng. Phần 4, lưu ý khi sử dụng Resimac Nu Skin. Phần 5, những cam kết của Nu Skin 88 dành cho khách hàng. Phần 6, chính sách hỗ trợ khách hàng của Nu Skin 88. Và phần cuối cùng, liên hệ mua Resimac qua Nu Skin 88 như thế nào? Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng chính của Resimac đối với hệ miễn dịch của con người anh chị nhé. Chắc hẳn là các anh chị đã không còn xa lạ gì với những loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng phải không nào? Tuy nhiên, nếu như kiếm tìm một sản phẩm nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, Resimac chính là một lựa chọn rất tuyệt vời. Và sau đây thì Nu Skin 88 sẽ đưa ra và phân tích từng công dụng cụ thể của sản phẩm này. Anh chị hãy đón xem nhé! Công dụng chính của Resimac đối với hệ miễn dịch con người đầu tiên đó chính là giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Công dụng của Resimac giúp làm cho hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh hơn, nó được thực hiện nhờ cơ chế thúc đẩy hoạt động của các kháng thể. Do đó, đẩy lùi được những tế bào có hại một cách tự nhiên, nó hoạt động hỗ trợ chức năng gan tối ưu. Khi gan khỏe, nó sẽ trở thành hệ thống lọc sạch độc tố quan trọng nhất trong cơ thể. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ tốt đặc biệt cho hệ thần kinh nữa. Resimac sẽ chống lại được chứng mất trí nhớ, còn giúp bảo vệ tim mạch, hỗ trợ mạch máu, ngăn ngừa quá trình hình thành ra máu đông. Đây là hiện tượng thường gặp ở người lớn tuổi. Công dụng thứ hai đối với sức khỏe của chúng ta đó là giúp nâng cao hoạt động của tế bào miễn dịch. Những bào tử nhỏ ở bên trong của nấm linh chi chính là thành phần hỗ trợ miễn dịch vô cùng tốt. Nó giúp thúc đẩy làm nâng cao số lượng và chất lượng hoạt động miễn dịch ở tế bào. Do đó, hoạt động này diễn ra an toàn và suôn sẻ, quá trình phòng ngừa bệnh tật hiệu quả được tối ưu. Vậy thành phần cấu tạo nổi bật làm nên công dụng của Resimac là gì? Hãy cùng em tìm hiểu trong phần thứ hai anh chị nhé. Thành phần chính là nấm linh chi. Đây là một loại dược liệu vô cùng quý hiếm trong tự nhiên. Nó đã được sử dụng từ 2.000 năm trước đây trong những bài thuốc tăng cường sức khỏe. Hiện nay, chỉ có 62 loại nấm linh chi. Tuy nhiên, chỉ có 6 loại phổ biến nhất đó là nấm đỏ, nấm tím, vàng, xanh, đen và nấm trắng. Trong đó, để sản xuất ra Resimac, Nu Skin đã nghiên cứu sử dụng loại nấm linh chi đỏ. Nấm linh chi đỏ cho ra hàm lượng hoạt chất cao nhất. Chính thành phần này đã được nhiều nghiên cứu khoa học có cơ sở chứng minh. Và ở phần thứ ba, Nu Skin 88 sẽ tổng hợp toàn bộ những đặc điểm khác biệt của Resimac so với các sản phẩm khác trên thị trường. Anh chị đừng bỏ lỡ nhé! Cụ thể thì những đặc điểm khác biệt trong công dụng của Resimac như sau. Đầu tiên, sử dụng công nghệ cắt bào tử tiên tiến. Qua đó, nó giúp cơ thể thu nhận được nhiều thành phần hoạt chất làm gia tăng mức độ hấp thụ hơn. Qua đó, hệ miễn dịch sẽ được tăng cường nhiều hơn. Điều này chỉ làm được đối với nấm linh chi đỏ mà thôi. Các loại nấm khác sẽ không có tác dụng được tối ưu như vậy. Tiếp theo, nồng độ hoạt chất lớn giúp cho Resimac là một sản phẩm Resi vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thành phần nấm linh chi đỏ trong Resimac được canh tác và nuôi trồng trong môi trường trong lành không ô nhiễm. Do đó, bên trong sản phẩm đảm bảo không có kim loại nặng và chất thải độc hại. Và điểm cuối cùng, nấm linh chi đỏ là loại nấm có công dụng hiệu quả nhất trong số tất cả các loại nấm linh chi khác. Thành phần này đã được chứng minh bởi nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới. Ở phần tiếp theo, em sẽ trả lời cho anh chị câu hỏi những lưu ý khi sử dụng Resimac Nu Skin là gì? Anh chị thân mến, Resimac là một loại thực phẩm chức năng có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Do đó, anh chị cần phải có một sự cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng sản phẩm này. Đối với những người đang có bệnh lý nền, sử dụng thuốc kê toa thì anh chị nên tham khảo hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng Resimac anh chị nhé. Và còn một điểm lưu ý rất quan trọng nữa đó chính là hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị bán sản phẩm. Tuy nhiên, anh chị tuyệt đối không nên mua các loại hộp đã bị bỏ tem tiếng Việt. Đây có thể là những sản phẩm đã bị tác động từ bên ngoài, do đó chất lượng bên trong của nó sẽ không được đảm bảo tốt nhất. Anh chị nên chọn mua ở những cơ sở uy tín, chất lượng trên thị trường, không nên mua hàng xách tay bởi rủi ro khá cao mà không thể bảo hành hay đổi trả được.
Chính vì thế, nếu muốn sở hữu một sản phẩm tuyệt vời mà giá cả phải chăng, đảm bảo là hàng chính hãng, anh chị hãy liên hệ ngay với Nuskin 88 qua hotline 083 551 9999 để được tư vấn nhanh nhất anh chị nhé. Tại sao em lại khuyên anh chị nên mua sản phẩm tại Nuskin 88? Là bởi vì chỉ có ở Nuskin 88 mới có được những cam kết dành cho khách hàng sau đây. Khi mua hàng của Nuskin 88, anh chị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Nuskin 88 xin cam kết thực hiện đúng như sau. Thứ nhất, hàng đảm bảo chính hãng 100%. Nếu như anh chị phát hiện ra sản phẩm là hàng nhái hay hàng giả thì có thể gọi báo ngay lại với Nuskin 88 và sẽ nhận được bồi thường gấp 10 lần. Tiếp theo, sản phẩm luôn có hạn sử dụng là mới nhất. Sản phẩm của Nuskin 88 được nhập thường xuyên là từ tổng công ty Nuskin tại Việt Nam. Anh chị không cần phải lo lắng về việc nhiều cơ sở gom những hàng đã hết hạn sử dụng để bán cho mình. Bên cạnh đó, khi mua hàng tại Nuskin 88, anh chị được quyền đổi hàng và trả hàng nếu như sử dụng phát hiện thấy dấu hiệu dị ứng, hàng không đúng chất lượng. Bên em đảm bảo cho anh chị sẽ luôn luôn nhận được đầy đủ quyền lợi từ phía công ty Nuskin. Anh chị sẽ được bảo hành đối với các sản phẩm chọn mua, anh chị chỉ cần cung cấp mã và Nuskin 88 sẽ thực hiện cho anh chị. Không chỉ thế, bên em luôn luôn có đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng đông đảo. Nuskin 88 sẵn sàng nhận mọi ý kiến, thắc mắc từ khách hàng. Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong ngành làm đẹp và sức khỏe sẽ tư vấn cho anh chị. Từ đó, anh chị sẽ lựa chọn được sản phẩm nào phù hợp nhất với mình. Ở phần thứ 6, em sẽ nói kỹ hơn về những chính sách hỗ trợ khách hàng của Nuskin 88 để anh chị yên tâm hơn khi mua hàng nhé. Cụ thể thì khi anh chị thực hiện mua hàng tại Nuskin 88, anh chị sẽ nhận được chính sách đầy đủ. Bên em luôn luôn hoạt động với phương châm khách hàng là thượng đế. Khách hàng sẽ được hỗ trợ mua Resimac Nuskin với mức giá rẻ ngang với nhà phân phối. Đặc biệt, giá từ Nuskin 88 cung cấp cam kết là hàng chính hãng rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Bên em sẽ hỗ trợ khách hàng kiểm tra sức khỏe và kiểm tra da. Các chuyên gia có kinh nghiệm sẽ tư vấn cho anh chị một cách tối ưu nhất. Qua đó, khách hàng sẽ lựa chọn được sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe và làn da của mình. Vậy, liên hệ mua Resimac qua Nuskin 88 như thế nào? Ở phần cuối cùng của video, em sẽ giải đáp cho anh chị nhé! Anh chị thân mến, sau khi tìm hiểu về công dụng của Resimac ở bên trên, chắc chắn có rất nhiều anh chị cũng đang mong muốn sở hữu được sản phẩm tuyệt vời này phải không nào? Anh chị nếu như có nhu cầu mua sản phẩm Nuskin thì vui lòng liên hệ với Nuskin 88 nhé! Anh chị sẽ được tư vấn về cách chăm sóc da, chăm sóc sức khỏe một cách kỹ càng. Qua đó, anh chị sẽ có được lựa chọn tối ưu nhất cho mình. Anh chị có thể liên hệ với Nuskin 88 thông qua số hotline 083 551 9999 hoặc comment ngay bên dưới video này. Anh chị cũng có thể truy cập ngay vào website nuskin88.com, như thế thì sẽ được giải đáp và hỗ trợ một cách nhanh nhất. Nuskin 88 luôn luôn cam kết về chất lượng hàng bán ra thị trường, đồng thời bên em cũng đảm bảo thực hiện công tác bảo hành đầy đủ cho khách hàng. Khách hàng hãy thật yên tâm và tin tưởng khi lựa chọn mua sản phẩm của Nuskin 88 nhé! Đặc biệt là hiện nay bên em đang có chương trình giảm giá khuyến mại cực lớn dành cho khách hàng. Khi mua hàng tại Nuskin 88, anh chị hãy nhập mã Giang205 trên website nuskin88.com hoặc cung cấp mã này cho nhân viên khi gọi đến hotline 083 551 9999 anh chị nhé. Lưu ý là mã khuyến mại này chỉ có hạn, thế nên anh chị hãy nhanh tay dinh về cho mình những sản phẩm chất lượng mà giá cả phải chăng anh chị nhé. Em cũng xin mách cho anh chị một tip rất hay để mua các sản phẩm từ Nuskin chính hãng hoặc tìm kiếm tất cả những thông tin về bất kỳ một loại sản phẩm nào của hãng Nuskin. Đó là anh chị hãy sử dụng ngay công cụ tìm kiếm Google, gõ với cú pháp tên sản phẩm cộng Nuskin 88. Chẳng hạn, máy rửa mặt Nuskin 88, dầu gội Nuskin 88, máy nâng cơ Nuskin 88, v.v. Kết quả tìm kiếm sẽ giúp anh chị tìm được sản phẩm mà mình đang mong muốn với mức giá ưu đãi nhất. Đặc biệt, thấu hiểu mọi nỗi lo cũng như khó khăn của khách hàng trong mùa đại dịch, Nuskin 88 đã quyết định thực hiện chính sách bán hàng không lợi nhuận cùng rất nhiều ưu đãi giảm giá cực sốc. Để biết thêm chi tiết, anh chị hãy truy cập vào website nuskin88.com hoặc gọi ngay đến tổng đài 083 551 9999 để được tư vấn đầy đủ nhất. Em cũng sẽ để đường link các sản phẩm đang khuyến mãi cực sốc cùng với mã giảm giá ngay bên dưới video này, thế nên anh chị đừng bỏ lỡ nhé! Cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các anh chị trong việc tìm kiếm một sản phẩm phù hợp, chính hãng và chất lượng cho mình cùng những người thân yêu. Ở các video trước đó, em đã cung cấp rất nhiều thông tin về các sản phẩm thực phẩm chức năng với công dụng tuyệt vời của Nuskin. Em sẽ để đường link ngay bên dưới video này cho anh chị cùng tham khảo nhé. Anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin cực bổ ích và thú vị. Nuskin 88 chúc anh chị có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại ở những video sau.